kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong nuôi trồng thủy sản, đưa những mô hình hay thực tế đến với bà con để cùng nhau tiến bộ và làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay nhé. Mến chào bà con và các bạn. Hôm nay thì mình có chuyến đi qua tham quan thực tế cái khu nuôi tôm công nghệ cao ở chỗ anh Thái. Mình thì ba giai đoạn, mà giai đoạn đầu á thì mình ương á, mực độ ương của mình á là chắc ở 600.000 hồ, mình ở 20 ngày á, đó là mình mới xuống hồ dưới xong chắc cả 25 ngày sau nữa tôm bắt đầu còn chắc cũng tới 400 con vậy đó, là mình mới sang ra thêm một chuyện nữa. Giai đoạn 3 thì bắt đầu tới còn 80 con, mình mới thấy nếu mà dày quá thì sang còn không được, để luôn. Giai đoạn đầu thì anh chủ gia lương thì nó hơi tới 2.000, bắt đầu tới giai đoạn 2 thì anh sang ra như một hộ vậy, anh sang còn có 200.000 con. Cái này là mấy cái ao nuôi mình hầu như là nó một lứa một hả anh ha? Cũng một thả một luôn. Dạ, thả cùng một đợt một luôn hả? Dạ, em cái này mới thả lại, cái này là 4 triệu rồi, mới vừa sang ra vừa dắt. Đâu 30 hồ nè. À, 60 ngày, 57 tới 60 ngày chứ. Hiện giờ nó đạt được khoảng nhiêu con tí hả? Có hồ 90, có hồ 110 cũng có luôn. Tại nó cũng không có điều gì mấy á. Vì cái mùa này làm như nuôi nó cũng không có bao lớn ha. Cái mùa này lạnh quá, cái này hơi chậm. Ở đây là mình có tổng cộng là bao nhiêu cái hồ nuôi như thế này anh? 47 hồ mà 47 mới sang qua được có 30 hồ. Hiện nay là tổng cộng là 30 hồ mình đã có tôm. Tôm mới lớn hết rồi. Dạ. Là 30 hồ. Còn cái kia thì cắt bữa nguồn chính nó liên tiếp. Dạ. Ở đây cái mật độ mình thả nó dày không anh? Một nếu như cái này thì chắc mật độ chắc cả 150 con mét vuông. Mấy cái oxy mà mình bố trí ở đây là mình gồm bao nhiêu cái dàn oxy để mình thổi cho một cái hồ này hả anh? Dạ. Hồ này thì 195 cục oxy. À, 195 cục oxy. Cái này nó bự hơn anh ha. Nè. Khoảng 100 con rồi nè. Cái ao này ra nó giọt nè. Đúng rồi, cặp cái hãng đá đi ra cái tới. Ao này khoảng 100 con. Ao này bự thấy khoảng 100 con thấy. Rồi. Ao này bự nè. Có gì có phải không? Nó lộn theo oxy đẹp quá trời. Cái đó nó đi. Ở đây mình nuôi đây là mình cho ăn toàn bộ là máy tự động hết anh? Dạ, máy. Với thức ăn thì còn của CB và loại thức ăn. Cái con giống này mình thả là loại giống CB luôn ha? Dạ. Mình nuôi cái này là giống CB. Cái công nghệ nuôi là mình của CB không hay là mình nuôi theo cái mới đầu tiên của công nghệ như là cái nguồn nước mà cái lọc nước rồi đó là cũng của CB. Dạ. Có nghĩa là xuống nó đưa cái công nghệ cho mình không thì mình dòm ấy đó, rồi nó đưa mình kêu đi ra ngoài mình coi của nó. Dạ. Mình về lại. Và cái vụ này là mình nuôi vụ thứ mấy anh? Cái vụ trước thì mới thả được khoảng mấy hồ à, cái vụ sau này mới vừa thả lại luôn, mới vừa cái thọ lên trong xưa. Dạ. Mới vừa làm lại. Ở đây ví dụ anh nuôi cái mô hình như thế này, anh lọc trước bằng máy cái ngay cái hồ nãy có lọc nước đó, mình có sử dụng vi sinh hay cái gì thuốc gì thêm không? Có sự mình xử lý ở ngoài á. Dạ. Ở ngoài thì mình xử lý thuốc tím, nếu mình vô tới trong là mình mới lấy cà lo. Dạ. Lo nó nằm vô nó lọc nó vô thì tiếp mà lấy qua bằng
còn mấy lọc. Và nói chung là khi mà nước lên tới hồ mình nuôi là mình không còn cái xử lý clo, không còn không hóa còn chất nữa, chỉ sử dụng nguồn vệ sinh thôi. À đúng rồi. Như là nuôi tôm mình gọi là được tôm sạch luôn ha. Tôm sạch đó, cái này là đúng là sạch luôn á. Dạ. Tại lượt qua anh lượt có biết nhiêu cái lọc này. Dạ. Lượt qua ba cái lọc thì mới vô tới cái này. Dạ. Cái này là mình chỉ xử lý nước với mình là nước trong rồi đó, mình chỉ cấp nước. Dạ. Vô đây thôi chứ không còn ấy nữa. Dạ. Vô cái chân hồ này nó mình mát. Dạ. Vì nói chung là mình ở đây là tôm mình nó bảo đảm cái an toàn. À, bảo đảm luôn á. Cái này mới sang rồi. Mới sang luôn. Sang cho coi như là chuyển cái khung nào ấy đó, mình chuyển rồi về cho nó gọn gọn lại đây nữa. Tôm sang qua hả gì? Mình đây mình có cái khu nào mà ao nổi ở trên mặt đất không anh? Có anh, có hả? Tại cái này trước này làm trước á, nó hơi vậy chứ còn bên kia nổi hết trơn. Dạ. Vậy mình qua tham quan cái khu ao nổi ha. Dạ. Sông Trùng Dương Hải. Rộng quá. Đây mình chán quá. Vô thấy cũng cái này á. Sợ lắm rồi đó. Ờ. Anh sang qua cái nó lột này. Cái này có khoảng nhiêu con ký vậy? Thì nó cỡ 140 con. Cỡ. Chừng lứa vậy hả? Một lứa luôn anh. Êm quá ha. Tốt quá rồi đó nha. Thằng này bằng đúng là đúng đi phân là quá trời phân. Bữa nay anh em mình đi tham quan cái mô hình nuôi tôm này thì anh Hải cho một cái về cái đánh giá xoay quanh về cái mấy cái hồ nuôi này anh hả? Nói chung là từ ngày mình lên mình hỗ trợ cái kỹ thuật nuôi cho anh Thái tới nay là cái vụ nuôi này nè là hình như tới thời điểm này là mình thấy đạt tiêu chuẩn phải 90%. Dạ. Đó, hình như là hiện giờ là tôm 57 ngày nó là mấy chục hồ đó là hình như là đạt hết mấy chục hồ đó là coi như là mình vô mình coi từ cái nước ngôi cho tới cái màu sắc tố tôm đó, thì nói chung là ao nào cũng tốt. Dạ. Ừ, nói chung là rất tốt nhưng mà cái quy trình nuôi của anh Thái hiện giờ đó là còn ứng dụng theo cái máy mà hút phân lọc tuần hoàn đó. Dạ. Thấy nó hiệu quả ghê, hiệu quả tốt lắm. Dạ. À, thì từ cái mình đánh giá từ cái môi trường nước cho tới màu sắc tố tốc độ tăng trưởng của tôm là đều tốt hết, đạt khoảng 90%. Dạ. Hình như là vụ này nếu mà mình đứng kỹ thuật mình coi á, cái vụ này là hình như là thắng 100%. Dạ. Là không bao giờ chặt được. Yeah. Nếu cái màu sắc tốt của tôm tốt gì rồi nước nuôi nó đẹp gì thì không bao giờ nó chặt tôm. Yeah. Nuôi cái tốc độ tăng trưởng bình thường gì thì mình sẽ nuôi tới
tới cuối cùng về đích. Ví dụ sáng giờ anh xem tôm như vậy thì cái khả năng 60 ngày mà cái mật độ tôm như vậy thì nó có chậm lớn không hay là nó nhanh lớn không? Không, nếu cái mùa này á, so với mùa này á, là nuôi mà 60 ngày khoảng 100-101 con là tốc độ đó là rất tốt rồi. Dạ. Mùa này á, là cái tốc độ tăng trưởng của tôm á, là nó chậm hơn so với cái mùa tháng 2, tháng 3 nhiệt độ nó cao á, là nó phải có thể phải chậm hơn nửa tháng. Dạ. Đó, thì cái tốc độ tăng trưởng hiện giờ là so với cái vụ nuôi này thì coi như là nó đạt tiêu chuẩn quá tốt. Dạ. Có nghĩa là cái mùa lạnh thì nó sẽ chậm lại, nó chậm lớn hơn cái mùa nắng nóng khoảng nửa tháng. Dạ. Cho nên mà nếu mà mùa này mà mình nuôi 57 ngày hiện giờ là tôm 120 con, 100 con nữa là nói chung là tiêu chuẩn nó đạt quá tốt. Dạ. Nói chung là hình như là nói chung tổng thể là tốt, nó đạt tiêu chuẩn khoảng 90 mấy trăm. Dạ. Vậy là nói chung là tất cả các hồ đây là đều là ok hết ha.